Tedis có chiếc xe đẹp, các bác mình không nên bỏ qua chiếc xe này. Mình cùng xem, cùng cảm nhận và cùng tham khảo. Em để giá tốt, em để giá yêu, em để giá cho mình vào việc được luôn, vào việc được ngay, không bỏ lỡ các bác nhá. Đây, quan trọng bác nào đúng chân hay không thôi. Đúng chân là vào được việc luôn. Bởi vì xe quá đẹp, quá mới luôn các bạn. Đây, các bạn nhìn xem này, đèn đó của xe này. Đấy, đèn bi cầu và các bạn nhìn xem còn trong vắt, rất sáng mới đúng không ạ? Sơn xi bóng vượt sạch sẽ. Đấy, lốp dày cả dàn vừa mới thay xong các bác nhá. La ra đúc vành đĩa phanh ABS và con này của em thì đã được lên form mới rồi. Các bạn nhá, lên form mới rồi thì nó sẽ đẹp như thế này. Em quay cho mình cái xem cái form của xe này các bạn nhìn này. Đấy. Với lốp sơn là màu cát nhá, một cái màu rất là dễ nhìn, một cái màu rất là sang đúng không ạ? Bên ngoài thì có xi nhan báo rẽ trên gương nữa và các bạn nhìn xem có ốp nốc đây rồi đúng không ạ? Đấy. Đây, các bạn nhìn xem đèn và một số vị trí ốp lốp và kính của xe cũng đã được bọc dán rồi. Keo chỉ của xe vẫn còn zin các bác nhá. Máy số đại chất luôn. Đấy, nội thất của xe rất là tươi mới sạch sẽ. Đấy, gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn 4 cánh các bác nhá. Và chất liệu da ở vị trí này rồi nhá. Đấy. Táp nô táp ni, ghế của xe bằng chất liệu da cao cấp. Đấy, gương kính điều chỉnh điện, đây là gương chỉnh điện của xe. Vô lăng 4 chấu túi khi an toàn nằm ở giữa và vô lăng các bác nhìn xem này. Cạnh của vô lăng các bác nhìn xem da của nó vẫn còn đẹp nguyên. Đấy, tại vì là sử dụng không nhiều, tầm 5 ít cho nên là mới được đẹp như vậy các bác nhá. Với thiết kế là cần số tự động đây, các bác nhìn xem. Điều hòa auto nhá, nóng lạnh đầy đủ các bác nhá. Màn hình giải trí Android cỡ lớn loại to cũng đã được thiết kế, cũng đã được lắp ráp rồi các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của xe tháng 6 năm 2024. Đấy, trần nỉ ghế ra, trần nỉ của xe cũng vậy, rất mới luôn thì các bác nhìn này. Đấy, đẹp lắm đấy ạ, một chiếc xe mà số tiền các bác bỏ ra không nhiều đâu, các bác nhìn ở tiêu đề, nhìn ở màn hình là mình biết giá các bác nhá. Đấy, và các bạn nhìn xem những cái khóa cửa xe rất sáng mới luôn này. Đấy, tôn vỏ gõ kêu cong cong, sơn xi bóng mượt cả xe luôn các bác nhá. Bóng mượt cả con luôn. Và đây tiếp tục các bác nhìn cho em sẽ quay kỹ, em quay làm sao đầy đủ nhất các bác mình xem cảm nhận về nó. Đấy, thích rồi các bác alo là sẽ mua được xe này. Đấy các bác nhá. Đấy, một dòng xe đến từ Mỹ mang tên là Chevrolet Captiva các bác nhá. Đấy, hình thức của xe đây. Đây hình thức đây. Đấy, bằng chất liệu da đây các bác nhá. Đấy, nội thất đây. Đấy, bên trong đây, quay kỹ cho mình này. Đấy, xem đi các bác ơi. Các bác thấy thế nào, các bác cảm nhận thấy gì, các bác mình cảm nhận thấy gì thì mình bình luận ở phía bên dưới để cho mọi người cùng nhau đánh giá nhá. Và bên em biết nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này, ốc nhái vẫn còn chấm sơn màu đỏ luôn các bác nhìn này. Đấy, được chưa? Khóa cửa xe rất sáng này, một dàn lốp dày vừa mới thay xong hơn 10 triệu các bác nhá. Mười mấy triệu dàn lốp này luôn. Đấy. Chevrolet Captiva 2009 form mới, số tự động, máy xăng 2.47 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, 7 chỗ ngồi. Đấy, các bác nhìn xem form dáng đẹp chưa? Rất to cao và rộng rãi. Nhìn phía sau rất là hầm hố luôn đúng không ạ? Đây. Các bác nhìn nhá. Đấy, biển 37 tên tư nhân, bác nào mà muốn làm mà sang tên đổi biển thì bên em sẽ hỗ trợ làm sang tên đổi biển cho mình về chính chủ luôn. Đấy, có cảm biến chống va chạm này, rồi có camera lùi này, đèn đóm sau của xe này các bạn nhìn xem rất là mới này, rất là mới luôn nhá. Kính của xe không bị xước, kính ốp dán rồi nhá, lốp mới cả gian. Đấy, xe cam kết bảo hành cho mình, vừa cam kết lại còn vừa bảo hành cho mình về chất xe. Đấy các bác nhá, về lỗi của xe các bác nhá. Đấy, không lỗi tai nạn và không lỗi ngập nước, các bác yên tâm như vậy. Đấy các bác nhìn đi, các bác mình nếu mà mình thấy ok rồi alo sớm nha, alo sớm thì còn, alo chậm thì không còn đâu, tại vì là con xe đẹp như thế này các bạn, giá của xe thì nó lại thấp đúng không ạ? Anh em đóng cửa này, đấy, sơn xi này, Tiến sẽ đóng hẳn cửa lại cả 4 cánh luôn cho mình xem. Vâng, các bạn nhìn đi, đấy, cứ xem trên clip video đi ạ. Còn nếu mà mình muốn xem thêm gì, muốn biết thêm thông tin gì, alo kết bạn Zalo bên em để xem thêm hình ảnh và biết thêm thông tin các bác nhá. Đấy, chốt giá cho mình qua Zalo rồi alo trực tiếp qua số điện thoại luôn các bác nhá. Đấy các bạn nhìn này, sáng đẹp chưa? Đấy, ghế ok đẹp chưa? Đấy, được chưa? Các bạn nhìn này, quá đẹp đúng không ạ? Đây nhá, táp lô táp ni của nó này. Đấy, các bạn nhìn này, ok chưa? Túi khí an toàn đây, cốp đồ đây. Đấy, con này thì em chưa vệ sinh sạch sẽ hơn tí nữa thì nhìn nó sẽ long lanh hơn các bạn nhá. Đấy, có cả cam hành trình rồi các bạn này, cam hành trình rồi nhá. Đấy, tem này, đấy, đẹp chưa? Rồi, Chevrolet Captiva, một dòng xe đến từ Mỹ. Đấy, form dáng thiết kế nhìn rất đẹp, thì các bạn nhìn xem. Mà form dáng đẹp chưa? Em sẽ đứng xa xa một chút em quay cho mình này. Đấy, form dáng đẹp chưa? Rất là ngầu đúng không ạ? Form dáng của xe nhìn rất là ngầu luôn. Nhá. Đấy. Mua về không cần phải làm gì cả, cứ thế đổ xăng là mình chạy thôi, không cần phải sửa xăng gì đâu, đi luôn thôi nhá. Đấy, có đèn bi ở phần đèn pha các bạn nhìn này, đèn bi siêu sáng luôn. Đấy, như vậy thì em cũng đã quay cho mình về hình thức bên ngoài bên trong xe rồi. Các bác mình xem thêm hình máy hay xem thêm gì đó thì các bác mình kết bạn Zalo cho bên em nhá. Số điện thoại bên em là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389, ba số bên em. Đấy là ba số có Zalo của bên em các bác nhá. Số 3 số hotline. Đấy, vâng. Các bác mình alo đi để có một mức giá đẹp, mức giá rẻ vào việc được luôn, vào việc ngay nhá. Em bán rẻ, em bán nhanh để làm sao lấy vốn về đi nhập xe khác, cho nên là các bác yên tâm là sẽ mua được xe thôi. Quan trọng các bác mình đúng chân hay không thôi. Bên em đang có gần 200 xe các loại thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow top để xem thêm video mới những chiếc xe khác của bên em các bác nhá. Để nhận được thông báo hàng ngày bên em đăng lên các bác nhá.
Đấy, nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ ủng hộ em với em. Cảm ơn bác rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.